Vâng, xin chào các bạn nhé. Chúng ta lại tiếp tục trên chợ Tây Bắc, chợ Phiên. Và hôm nay thì chúng ta đang có mặt tại chợ Cốc Ly. Chợ Cốc Ly này thuộc xã Cốc Ly, Bắc Hà, Lào Cai. Và diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần các bạn. Và hôm nay thứ ba, tuần thứ hai của tháng 3 2022. Hiện tại thì Hải Bảo Thắng đang đứng ở mé bên ngoài các bạn, ngoài cổng chợ. Thì bây giờ rơi vào khoảng 8 giờ 8 rưỡi sáng này các bạn. Đấy, chợ thì thường thường là họp vào buổi sáng nhé. Và từ lúc 4 giờ sáng đến khoảng 12 giờ. Nói chung là lúc nào tan thì thôi các bạn. Nhưng mà thường thường là chỉ diễn ra vào buổi sáng thôi. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cũng như là các cô dì chú bác đi một vòng chợ Phiên cùng Hải Bảo Thắng nhé. Giờ rất mong các bác ủng hộ. Rồi, chúng ta đi luôn. Mé ở bên ngoài thì mình thấy mọi người bán các hạt giống này. Đây. Kìa, thuốc trừ sâu kìa. Hạt giống. Thuốc trừ sâu này. Và bên mé bên này có cả dứa nữa. Bao nhiêu một quả đấy? Một quả 10.000 một cân nhé. 15.000 hai quả. Bán theo cân. 10.000 một cân. Cháu tưởng mua tù mù theo quả luôn. Quả 15.000 hai quả. 15.000 là 7.000, 7.000 rưỡi một quả các bạn. Bác mua được cây gì đây, cây thuốc à? Cây thuốc hay cây gì ấy, bác? Cái này để làm gì đấy ạ? Để uống à? Mang đi nấu thịt à? À, nấu thịt á? Vâng. Mình tưởng cây thuốc ạ. Cũng là thuốc nhỉ? Vâng. Và để nấu các bạn. Đây, bên này là xoài nhé các bạn nhé. Ha, ở đây là quả này các bạn ơi. Ở đây bán bột giặt Omo và có được thưởng cả chậu cả rổ giá này. Đấy. Mua một túi thì được tặng một cái chậu hoặc là cái rổ. Đấy. Đấy, bên này là cổng chợ nhé. Và trước khi vào cổng chợ thì mình thấy ở khu này bán một số đồ mà ở vùng cao người ta hay bán này. Đây. À, đây là gừng các bạn. Gừng. Kia là chổi. Chổi chít và chổi gì đây? À, chổi được làm từ những cây lúa mì các bạn ơi. Đấy. Chổi này mình hỏi thì thường thường người ta bán 50.000 một cái chổi nhá. Đấy. Cái khu vực này là khu vực để xe này. Đấy, cả ô tô xe máy này. Kìa, có cái biển kìa. Và đây là bán gà nhá. Gà không biết là bao nhiêu tiền một cân. Gà này gà ta. Đây. Okay. Gà bao nhiêu tiền cân đây em? Bà chủ 55. 60. À, 60 không, cháu quay hỏi giá. 60.000 một cân này cô. À. Đây gà trống nha, gà mái. Có cả gà mái, gà trống luôn. Đây. Người ta cho ngô các bạn này, da vàng, chân vàng. Mà ăn rất là ngon. Rồi ok, Hải Bảo Thắng sẽ mời các bạn vào trong chợ chính của chúng ta ngày hôm nay. Đấy, chúng ta đang đứng ở bên ngoài nhé. Thường thường là ở các chợ Phiên trên vùng cao thì là người ta hay bày bán ở bên mặt đường. Đấy, bên lề đường các bạn. Đây có cả thuốc lào này. Ngon mà em chưa nói được đâu. À? Quay xe ông làm một bi. 50 anh mang về đây em mua cho 60 nè. Cái thuốc cái lặng không? Để treo hút. Cái này phải do điếu nữa ông nhỉ? Phút này phải do điếu đi nhỉ? Ngon hay không phải do điếu nữa đấy. Chắc là bác không nghe thì cũng làm hai bi nè.
Cái này các bạn biết hút thì mới hút được nhá, không hút thì say đấy. Phê phê các bạn, phê. Hút này là ở trên vùng cao là những người già là họ hay hút này lắm. Ok, chợ của chúng ta hôm nay rất là đông các bạn ơi. Mặc dù hôm nay là thứ ba và đúng là phiên chợ chính luôn, nhưng mà mọi hôm mình đi thấy rất là ít người, nhưng hôm nay rất là đông. Viêm tay giữa. Ở đây bán ngô này, sổ mũi, ngô này các bạn ơi, ngô luộc 10.000 một túi ấy. Ho khó đờm, ho lâu ngày đây không khỏi. Bụt cơm, bụt cắp, đây là gừng không phải nghệ. Đấm bóng tay bóng chân. Và những ai đang bị đau mỏi vai gáy, đi bị chân tay, đau lưng, để cây này bên. Đau cơ, đau cột sống, đau khớp, đau dây thần kinh tọa. Đây là cây, cây nước uống các bạn. Qua gian hàng của công ty Dạ Thảo Liên để được. Cây này cây gì đấy bà ơi? Cây thuốc á? Ờ, cây thuốc. Nhưng mà tên là gì? Tên là của dâu răng ở trên rừng. Của dâu răng á? Ừ, dâu răng. Dâu răng à? Ờ, dâu răng nấu thịt cho nó ăn. À. Ờ, nấu thịt cho nó ăn thì mới đứa người trẻ người. Thì mới nương dầu cho nó người già người trẻ. Thì mới đau đau lưng này. Vâng. Đau đau cổ này. Nhưng mà chỉ cái này để sắc để uống à? À, cái này đi vào nhà thì thấy cho nó nấu thịt cho nó ăn. À, nấu thịt á? Ờ, nấu thịt ăn. À, nấu nấu cho nó ống được. Mà nấu cùng với thịt được gì? Ờ. Cháu cảm ơn nhá. Cái này mềm đúng không? Ờ, mềm mềm đấy. Mềm thì ăn thì ngang đấy. Vâng. Mình lúc đầu mình cứ tưởng là cứng cứng thôi, nhưng mà mình thấy mềm lắm các bạn này. Mềm mềm đấy. Hái được, băm ra được. Ho lâu ngày không khỏi. Bụt cơm, bụt cóc. Đây, có người mua rồi các bạn ạ. Cái này về băm vào thịt phải bóc hết cái vỏ đi chứ nhỉ? Lấy cái lõi đi các bạn. Đúng rồi. Chúng ta phải cạo cái vỏ đi, lấy cái lõi. Đấy, chúng ta cũng chữa được một số bệnh các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ đi vào bên trong nha các bạn ơi. Chợ hôm nay thấy rất là đông người đi lại. Mà hôm mình đi thì thấy ít lắm. Bên hai mé đường thì mình có thấy là mọi người bán những dụng cụ lao động. Đấy. Và những cái đồ mà người ta đi phun đây này. Những cái đồ bình thuốc sâu này các bạn ơi. Và hạt giống này. Đấy. Nông lê tao không bán giá nó luôn, tao sẽ bán luôn cho tôi tiền. Thôi đấy, kia là bánh rán các bạn, bánh rán nhỏ. À, bên trong này là khu vực chính nha các bạn nhé. Chúng ta vẫn đang đi vào cổng chợ đấy. Còn chợ quần áo chính ở trong này thì khu vực những người bán theo như kiểu mà người ta cho lên xe thồ ấy, lên cái xe tải ấy, thì người ta đi chợ các chợ phiên ấy, thì là người ta bán ở đằng này thì có các vòng sắt này. Và tí mình sẽ review sau cho các bạn xem. Bây giờ là chúng ta sẽ vào bên trong này trước. Đây một bạn gái à. Một bạn gái mặc váy rất là đẹp đang đi trước à các bạn, đi nhanh thế, đang định đuổi theo. Bây giờ là mình thấy là mọi người đang mua đây này, mua chăn mua gối này, đây này hạt giống này, 40.000 một túi này, này túi hạt giống này, lúa này. Các loại tên lúa này các bạn. Đây. Tên giống này, cấp giống này, xác nhận 1 BT09.
Đấy. Đây các bạn ơi, gừng này. Gừng hay nghệ? Gừng nhỉ cô nhỉ? Ba tiền cân đấy ạ? À 10.000. À, ớt này. Không, cháu review tí bạn. Cháu quay một tí. Đây. Đây là hạt giống nhỉ các bạn ơi. Đây hạt giống này, đây hạt dưa này, hạt đỗ này. Cái này là 10.000 một cốc à bà ơi? 10.000 này. Cái này thế ạ? Cái này đắt hơn chứ nhỉ? Cái này thì 40. À 40. Đấy, cốc này đắt hơn. Cái này bằng bát con. Cái này cốc nhỏ. Đấy, trên này người ta bán hạt giống theo cốc chứ không phải theo cái gói gói các bạn. À bà này cũng có này. Còn cây đây là cây sâm đương quy các bạn nhé. Đây sâm đương quy này, đi chợ phiên thì các vùng Tây Bắc thì là các bạn rất hay gặp những cái cây sâm đương quy này. Cái cây này cây nhỏ các bạn. Này. Đấy, cây này ít dễ. Cây này nhiều dễ này. Cái này bao tiền cân đấy ạ? Ờ. Đây này các bạn này. Thường thường là mình hỏi là toàn 30 này, 30.000 một cân này. Còn cái lá này người ta cắt đi thì người ta bán 40.000 một cân như củ to. Đấy. Cái lá này các bạn có thể là xào thịt này, ăn này, hoặc là cho vào nồi lẩu này. Cái củ cũng thế. Hoặc là cái củ thì các bạn có thể ngâm rượu. Đấy. Rất là bổ. Thơm nữa các bạn. Ở trên chợ này bán toàn những đặc sản Tây Bắc ở trên đồi núi như kiểu măng ấy, nhiều lắm. Đây. Đây là tam thất ấy, khoa tam thất này. À đây. Chú đây bán nhiều chưa? Đây các bạn này. Để thuốc nam các bạn. Thuốc nam lá này. Cái này không biết chữa bệnh gì nhưng mà ở đây có một số thuốc nữa. Đây, thuốc chữa trào ngược dạ dày này, đau bụng, khó thở, tức ngực này, tiểu vàng đỏ này, khó ngủ này, cách dùng này, đun uống này, sáng, chiều và sau bữa ăn này. Đấy. Nhiều lắm các bạn. Đây này, người ta có ghi tên ở đây này để cho các bạn biết các bạn ví dụ các bạn bị bệnh gì thì các bạn có thể là theo đơn thuốc này các bạn uống. Đây có túi này, cái này là sắc nước uống nha các bạn nhé, nhiều lắm rồi. Ở đây thì mình thấy là bà con thường thường là hay mua hạt giống này, ngô, hạt đây có cả bánh mì này các bạn ơi. Đây chúng ta bắt đầu lên bậc nhá, lên bậc là chúng ta vào trong kia. Đấy, khu vực vào khu vực ẩm thực này, còn khu vực bán rau mấy thịt lợn ở bên này. Và chúng ta cứ từ từ rồi Hải và Thắng sẽ dẫn các bạn đi. Đấy. Chúng ta đi từ một đoạn từ dưới kia lên tận đây rồi đấy. Thì hai bên có bày bán này. Các loại luôn các bạn. Cái gì có. Đây, đặt mặt thuốc này. Đấy, ở đây có bán hạt giống và thuốc này, nhiều lắm đây. Đây là hạt đỗ các bạn. Chắc là đỗ Trung Quốc có chữ tàu các bạn ạ. Kìa rau cải kìa. Đây rau cải này. Đây. Đây rau cải. À, đây. Đây bán những cây gì đấy? Cây gì đấy chú? À.
Đây cây ạ. Đó, mua nhất là mua nó xua đấy. Cái này là cái thuốc à? Cái thuốc quý ạ. À, thuốc quý ạ. Quý quả danh tầm mua. Vùng cao ạ. Chú bán bao nhiêu tiền cây này ạ? 90.000. 90.000, à cây này có giá trị ấy nhỉ? Ừ, còn quý. Giả, còn mấy một cây này. Yeah. Cái chú này từ điểm biên ra thì thuê. Nhưng mà tên cái cây gì cháu nghe không rõ. Cây hóng vịt, hóng rừng ạ. Hóng, hóng rừng á? Ờ, cây hóng rừng ấy. Hóng, hóng á? Hóng. Hóng à? Vâng, cây hóng rừng. À, cây hóng rừng cơ. Vâng, cây hóng vịt. Rõ ràng là cây hóng vịt. Cháu chưa nghe loại cây này bao giờ. Hóng vịt cũng được, hóng rừng được. Thế là từ tận nơi xa về mua đấy. Đấy, từ điểm biên Mường Nhé đấy. Thì điểm biên Lai Châu, ở điểm biên Mường Nhé. Cháu xem một tí chú nhá. Vâng, xem đấy. À, đây. Những cây thuốc này. Này người ta băm đây. Cái này phải hỏi mới biết được các bạn, cái chứ mình không biết. Đây là ăn vào càng uống nước càng ngon. À, cái này giúp cho ăn. Đây là cây của điều gà. À, của điều gà. Cái này giúp cho mình ăn uống ngon đấy. Đây là giúp cho nó. Cái này chuyên về cảm thấy là vitamin A. Đây, nhiều loại lắm. Cái này thật sự là lên đây mình mới biết được. Cái này vẫn hơi tươi tươi tí hai cô đấy. Hơi tươi tươi tí. Sâm. Sâm ạ. Sâm phơi khô. Đây là thuốc bóp này các bạn. Này. Cái này ngâm rượu đấy. Nhưng mà bóp chân bóp tay ạ. Uống đau lưng. À, cái này uống á? Cháu tưởng là bóp chân bóp tay. Cái này uống các bạn. Cũng chữa bệnh đau xương, đau khớp, đau lưng đấy. Cháu cảm ơn nhá. Ở trên này nhiều đồ độc lạ các bạn, độc và lạ. Nên là mình cũng chưa biết được. Đây. Chúng ta đã đi một vòng rồi các bạn ơi. Đi một vòng rồi. Đấy. Chúng ta đi từ kia lên tận đây này. À, lên tận đây. Các bạn có thể thấy những đám mây kìa. Vẫn còn lửng trên sườn đồi kìa. Đấy kìa. Đấy. Đây. Đây villa. Villa không phải mobi đúng không? Một villa thì thế. Nhưng mà iPhone này dùng được mỗi sim thì chán nhỉ? Thấy họ bảo cắt ghép vào được hai sim mà. Ép được không? Ở đây ép được không? Anh cho em xem máy. Hả? iPhone X nhỉ? iPhone X thì hình như là không được đó. Có, anh thấy bảo nó cắt ghép được mà anh chả biết. Cắt ghép này là phải anh bảo khóa cho em kiểm tra bên trong. Cắt ghép thì em chưa rõ. Em xem máy. Em bảo mở máy. Cắt ghép mở khóa máy. Mở khóa máy á? Đi đi dùng iPhone này hơi bị bực mình vì nhiều khi mà muốn cái sim mạng rẻ ấy, mình ép nó vào cái sim này ngày xưa rồi bây giờ là dùng mạng nó tốn lắm. Chưa được rồi, cắt ghép thì chắc lại phải liên quan đến cái hàng gì đâu. Cái này nếu không mà thêm được rồi. Không thêm được à? Vâng. Anh đang dùng Viettel à? Ở Viettel lâu lắm rồi, cái sim của anh lâu rồi. Có ở đây không hay anh? Không, anh ở Lu Bảo Thắng rồi. À thế ạ. Hôm nay đi chợ chơi, đi được xem trâu. Đi quanh chợ trâu. Em nghe chị ơi. Để. Cái này anh có thể ra mấy cửa hàng đấy hỏi em rồi nhá. Ờ đúng đấy, anh thấy bảo nó chế. Nó bây giờ nó chế được cái khay ghép hai sim vật lý luôn. Đúng rồi. Ok, cảm ơn nhá. Cảm ơn anh chào anh. Tưởng có là tưởng ép là mình mua một cái mạng để dùng. Nhưng mà rất tiếc là không được. Hẹn anh thì chợ lần sau. À hẹn. Không là mua máy khác, máy này chán lắm. Chuyển mạng giữ số á? À, ok, hiểu rồi. Chào rồi các bạn ơi. Chúng ta đang đứng từ trên cao rồi nhé. Đấy. Rồi ok, chúng ta rời khu vực cổng chợ. Khu vực cũng khá là đông và chúng ta chuyển vào khu vực ẩm thực các bạn ơi. Ở trong này thì người ta bán chủ yếu là giày dép này, những dụng cụ mà liên quan đến lao động như là ủng này, rồi phun thuốc sâu này,
và có cả hạt giống luôn các bạn. Nói chung là nó lẫn lộn, mình cũng không biết được. Còn khu vực đây là khu vực ẩm thực này. Đấy. Hôm nay quán thì chắc là cũng vãn rồi, buổi sáng nó mới đông các bạn. Đây là bún, bún bình thường. Thì thường thường là người ta ăn buổi sáng này các bạn ơi. Bây giờ là tầm 9 giờ rồi nên bắt đầu chợ nó cũng vãn. Đấy, buổi sáng mình nghĩ là đông lắm. Đây là khu vực ẩm thực nhé các bạn nhé. Có nhiều quán lắm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó rơi vào tầm 15 ô các bạn. Chắc phải mỗi ô là một quán. Đây này, đây là một quán này. Và bên này là một quán này. Đấy, nhiều. Ôi, 15, 20 ô các bạn ơi, nhiều lắm. Nhưng mà trong này hơi tối các bạn. Rồi ok, chúng ta đã ăn sáng rồi nên chúng ta không vào đấy nữa. Bởi vì trong đấy là tối lắm. Cái này cả quế cả ngô là không phải nghe, tránh một tí nào nhá. Nghe dùng nước khôn nghe mà chứ. Đấy. Mấy chỗ nó nợ đúng không ạ? Thế cái này bao nhiêu tình? 18.000 một bình anh ạ. Mà cả. Mà cả. Khôn mất tay à? Khôn mất tay à? 7 mà. Nó chỉ có mấy mà cho lê cả ngô cả quế nhá. Phun mấy à? Mình phun mấy nhảy nó mấy bình vừa. Nó bị chảy này. Bỏ bình mà. Đây là siêu diệt, siêu sạch cỏ. Đặc trị giờ đây. Mấy tám nghìn mấy nốt chỗ đây. 18.000 một gói hả chú? 18.000 một gói. Cái này là một bình pha ạ. 18 lít. 18 lít. 18 lít. À đây đây. Lít 1.000 à. Lấy cái này đơn giản hơn. Đây đơn giản hơn, cái này cho vào bình, cho nước vào. Máy máy. Cái này là bột nên dễ tan à. Bên trong là bột nhé các bạn nhé. Bột bột. Bột. À. 18.000 một gói. À, thuốc trừ cỏ. Rồi ok. Chúng ta sẽ đi một vòng nữa các bạn nhé. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ tiến ra khu vực đồ thổ cẩm các bạn. Còn những cái đồ này thì mình sẽ không quay nữa. Đấy, đây là bàn thông nào, nhiều điếu đấy nhỉ. Nhiều điếu để cho các bác trải nghiệm hút thuốc trước. Rồi rồi các bác mới mua, xem thuốc ngon hay không các bác mới mua. Còn bên trong này là, bên trong nhà lều này là quần áo của người Kinh nhé các bạn nhé. Đây. Nói chung là bây giờ mấy Kinh, mấy dân tộc là thường thường là người ta mặc áo là như nhau hết các bạn. Còn vào những ngày, còn những ngày như kiểu ngày hội, ngày gì đấy của đồng bào ấy thì người ta lại mặc những trang phục của đồng bào vào đấy. Bây giờ nó tiên tiến rồi các bạn, nên suy nghĩ thoáng lên một tí. À, chúng ta xem xuống những dao các bạn ơi. Chúng ta xuống đây xem những con dao đẹp này. Ôi, dao đẹp nhỉ. Cháu xem một tí cô nhé. Ý, đẹp thế nhỉ. Đây là bao dao anh ạ. Dao và bao. Đẹp không? Cái này bao tiền một con này cô? Xem sắc con nhé, rẻ nhỉ. Sạc phê đấy. Cục quay này được tích được nhiều không? Lâu thời gian lắm. Nếu mà quay liên tục thì được tiếng rưỡi. Pin, pin này nói chung là nóng lắm. Nếu đi quay này phải hai cục pin. 150 các bạn. 150 một con này nhé.
Rất tiếc là mình không phải dân đồi núi nên mua về chỉ treo trên tường cho đẹp thôi. 150. Cái này cũng thế à cô? À cái này đắt hơn à? Cái này nặng hơn nhỉ? Đấy, các bạn nhìn mình rút dao này. Ôi đấy, lò xo bật. Đâu, mình búng cái này. Búng này cho nó dậy. Cái này đắt hơn nhá. Để dâng cái chữ này cho họ xem. Cái này sơn vào ạ. Cái này cán gỗ nhẹ. Cái này thái thịt thôi nhỉ? Thái rau cái gì? Rau. Đấy, như cái này chặt thịt lợn. Bảo đao. Cái này bao tiền cô? Cái này 150 ạ. 150. Cái này nặng nhỉ? Không biết là làm từ bằng sắt gì ở đâu nặng thế. Đẹp. Con nào mình sẽ mua các bạn. Con này đi chợ hết tiền rồi, không mua được. Đấy em quay tí đấy, xem tí. Đấy các bạn à. Con nó vào vắng này con. Đây tam thất các bạn. Đây hoa tam thất. Và dây ớt khô ấy. Đấy, dây ớt khô thì thường thường là nếu mà dây chuẩn thì người ta bán vào khoảng 40.000 một dây hoặc là 50.000 một dây. Bé quá nhỉ? Nó to gấp 3, có cái gấp 3 này không? Đấy, chị ta hơn trước mặt đấy, à đấy. Là trẻ con quá. Ba là như này xinh rồi. Để em đeo em đựng đồ của em đỡ phải mang túi này này. Đeo này nó nặng lắm. Nhưng mà của mình nhỉ? Cái túi bên trong của mình nhiều đồ quá, để sợ béo nó không đủ. Cái này thì thoải mái nhất. Còn cái này thì cũng tạm đấy nhưng mà màu này chưa ưng. Đấy. Lấy màu xanh này này. Đang thích nhiều đẹp đẹp này. Không. Già rồi. Già thì lấy cái đen. Già rồi. Đen này, màu này mình cũng không thích lắm đấy. À, túi này. Đây là hàng Mỹ Ký. Ngày xưa mình một thời bán đồ này các bạn. Đây. Ngày xưa em bán đồ này mà, đồ Mỹ Ký này, cả ví này. Những cái ví này đây. Đây, đây là vòng đấy. Vòng này hơi đắt một tí, mấy chục thôi. Đây. Đấy, như, như cái này là ngày xưa em toàn bán 10.000 này. Đấy, chị bán 10.000. Đấy, đẹp. Đẹp. Ngày xưa em bán này này. Đấy, cũng bán đồ này một đảo Phật quá. À cái đấy rẻ. Cái này ngày xưa em bán 10.000. Cái này bao nhiêu? Cái này 20. Nhiều mà. Nhiều các loại son mà. Đây là đồ nữ, đồ nam đang đeo hoa tai các bạn. Nam vẫn có hoa tai à? Có chứ. Có hết. Đây em bán này. Bây giờ vẫn còn lỗ này. Hoa tai nam đâu? Hoa tai nam là người ta dùng những cái đen đen này này. Đấy. Đây này, những cái này này. Đeo rồi tất mà anh. Nhiều đứa nó còn đeo cả những cái này này. Kiểu nó nghinh nghịch ấy. Nhưng mà con trai thì chung chung mình lấy cái màu đen cho nó sạch. Nhìn cho nó ấy. Đi. Ơi, đâu quay. Cái đấy là hàng 80. Thì cái này con trai có dùng được không? Con trai dùng được. Đấy. Đấy. Ngày xưa mình buôn những cái này. Cái này mình bán 15-20.000 nha các bạn nhé. Cái vòng này đắt hơn này. Cái vòng này mình bán mấy chục. Đây, 15.000. Mình nhỉ, 15.000 ạ. Chắc là hôm nào mình phải mang lên đây bán cùng ấy nhỉ. Đây, thu nhuộm tóc. Thôi, bao nhiêu cái này đấy. Cái này là chuốt đúng không? Thôi, nhiều à son. 50.000. Hả? Cái này mà lớn có nhuộm được không? Cháu tán ngủ, không được. Nhưng nhìn nó sáng. Hay này.
Cái này phải tháo cái đít ra nó mới sáng được. Đó, nó có một cái lớp giấy ở đít này, cứ anh cứ móc ra. Vâng. Cái này là thina dê. Cái này rẻ mà. Đây này, nó giấy đít này. Nót nó à, không có à? Không có. Thế sao không sáng nhỉ? Thường thường nó có một lớp giấy cách điện để cho nó tốn điện. Cái này bắn súng cồn ấy. Bọn nó bắn súng cồn nó làm này. Ở đấy, nó có thina dê cho một cái đỏ đỏ nữa. Nó có một cái bóng đỏ. Bóng đỏ trong à, hai bóng trắng, một bóng đỏ. Thina dê. Cái này nếu mà bán đắt này 20.000. Thì em bọn em bán này. Cái này toàn hàng để lâu ngày rồi. Thử bóc một cái khác xem nó có lớp giấy ở đít không. Cái này đi lắp vào cái súng hơi. Đúng rồi, đúng rồi. Súng hơi, súng cồn, bọn nó bắn hết rồi. Súng hơi tự chế, bây giờ có chế một cái của nó bắn được 50 phát đấy. À, một cái á? Đấy. Ủa. Bơm một phát. Cho nhét vào một phát là 50 phát. Ừ, bơm một phát. Thế bắn được nhiều thế nhỉ? Nhưng mà từ 40 phát trở đi nó yếu tí. À, thì mình cứ gọi là 2-30 phát đi, bắn làm gì mà nhiều thế. À, chim vẫn chết. À, sao bán sao? Bán từ đây đến cái nhà đỏ này hơn ý nhỉ? Nhà đỏ là thoải mái. Ừ. Nhưng mà nó có chẽ ra nhiều không? Không. Một bi thôi mà. À, một bi này. Một bi lát. Một bi. Một xe đạp. Vâng. Đấy, nhiều đồ các bạn. Nói chung là đồ cả đồ nam nữ. Đấy, sao sắp mùa hè này mua làm mũ đấy. Rồi ok, chúng ta rời khu vực trong chợ thì mời các bạn đến khu vực đồ thổ cẩm. Đồ thổ cẩm được bố trí ở bên này. Còn bên này thì đồ người Kinh thôi. Và đồ quần áo người Kinh thì mình không hỏi nhá. À, những cái quần này thì có mấy chục đấy các bạn. Đây, mình cũng đang bán quần áo mình biết nè. Còn những cái áo lao động này nó rơi vào 60-70 nghìn. Đấy, tầm đấy. Đây là các bạn ơi, đồ dân tộc này, của người Mông các bạn. Đây là váy người Mông. Đấy, những cái bộ này hoa văn rất đẹp. Người Mông Hoa các bạn. Là rơi vào tầm 2,5 triệu đến 3 triệu. Còn những cái điệu kìa, có điệu thì đắt, có điệu thì rẻ, có điệu thì 300-400. Những cái túi này chắc là mấy chục. Những cái túi này bao nhiêu tiền cô? 60 nghìn. Những cái túi này 60 nghìn, được dày lắm các bạn. Mình sờ rất là dày. Đây bà này, một bà cụ bán đồ thổ cẩm này. Đây đồ này các bạn ạ. Sao tưởng giờ phải thu vé chợ hết rồi, giờ mới đi thu. Đây những bộ váy rất là đẹp, dài các bạn, dành cho những thiếu nữ này. Đây, đây. Đẹp không? Đẹp không? Mua đi chị ơi, vào xem đấy. Quần người Mông các bạn. Rất tiếc là mình con trai không thử được. Con trai mặc váy. Đấy như kiểu bộ trên người cô đang mặc nhỉ. Đấy. Cái đấy là cách tân nhé các bạn nhé. Gọi là cách tân cải tiến. Còn đồ người Mông chính gốc là nó màu kiểu khác thôi, chứ nó không phải là bộ như thế này. Ô đi. Đây củ gì ấy cô ơi? Đau bụng ạ. À chữa bệnh là đau bụng ạ. Cái này tươi nha các bạn này, tươi. Chưa đau bụng. Cái này luộc đun nước uống à cô? Cái này đun nước uống ấy.
lăng lắm, nhiều này. Rau này nhiều lắm. Không, cái này mùi này thơm sao nhỉ? À không phải, cái mùi nào thơm phả ra nhỉ? Cháu ngửi mùi thơm của cái gì? À, cái này ạ, à, đây. Cái này này cho vào thịt được cô? Ngâm rượu uống. Ngâm rượu á? Chống mua cho người già đau lưng đấy. Cái này chữa bệnh đau lưng à? Cái này ngâm rượu uống. Sao cháu vừa hỏi dưới kia là người ta bảo băm vào thịt được ăn nhỉ? Được. Cũng được ạ, nhỉ? Yeah. Nói chung là mình cũng không biết chính xác lắm các bạn. Đấy, cô nhiều loại lắm, đây này. Cái này cái củ gì ý? Bổ tim ạ. Dạ. Cái thuốc bổ tim ạ. Bổ tim ạ. À. Cái này là thuốc bổ tim các bạn ơi. Đấy, các bạn mà thấy nói chung là khó thở hoặc là tim mạch nó yếu yếu thì các bạn mua này về uống, sắc thuốc uống. Ở trên này rất là nhiều đặc sản mà mình không biết các bạn. Đây, những cái cây này mình chịu hỏi mình mới biết đây. Đây, cô bán nhiều loại thuốc lắm. Đây là nghệ đen ạ. Đây là nghệ đen này các bạn ạ. Cái này giá bao tiền cân ở trên này cô? Đấy là 300.000 một cân. À, 300.000 một cân, đắt phết nhỉ. Nghệ vàng nó rẻ hơn các bạn. Nghệ đen đắt. Đây nghe. Đây chứ corona được không hả? À, chưa covid á? À vâng. Cái này cô hỏi chữa thuốc covid đây. Nghệ đen nhé. Có người sức khỏe đấy. Vâng. Đấy chợ đây đây, đây là khu vực chợ bán quần áo đồ người đồng bào nhé các bạn nhé. Nó có tầm khoảng 15 quán các bạn. Đấy, ở chợ Bắc Hà thì chắc chắn là nhiều nhất rồi các bạn ơi. Chợ Bắc Hà này, chợ Sapa này, chợ Lùng Phình này thì mình thấy là rất là nhiều đồ thổ cẩm các bạn. Đấy, rất là nhiều người bán. Ở chợ này thì số lượng bán thì ít hơn. Ở đây là một gian này thường thường lấy khoảng bao nhiêu tiền vé đấy? 10.000. Cả thuế luôn đi nhỉ? Tính cả thuế đi nhỉ? Còn tường nếu mà tách ra quét chợ là nó rẻ hơn. Thì chỗ tổng phí là một gian 10.000. Ừ, cứ là 1.000. Còn thích ngồi ngày nào thì ngồi đúng không? Chờ đây chỉ một ngày thôi. Một tuần một phiên rồi. Ở chỗ mình thì cũng đi chợ phiên nhưng mà cứ 5.000 cả thuế. Cứ đi xong nộp. Nếu mà tách riêng thì 20.000 thuế một tháng. Còn vé chợ thì quét chợ thì 2.000, 3.000. Ở đây chắc cái quầy ô nó hẹp hơn à? Không, quầy ở đấy nó hẹp lắm. Ở đây là rộng ấy. Ở đây rộng mà. Ở đây chợ quầy này là rộng. Đấy chắc một gian này chắc hai nhà chứ. À, hai nhà. À, đây. Mới được lập mái ngon. Ở chỗ mình nó toàn mái xi măng ấy. Mái xi măng không ngon hơn à? Không, mái này, à nhưng mà mái này nóng nhỉ. Mùa hè là nóng ấy. Đây, mái tôn các bạn. Rồi ok. À, có lẽ là chúng ta đi một vòng chợ Tây Bắc, chợ Công Ly các bạn, quên lại chợ Lồng Phình. Đấy, một vòng cho các bạn xem. Thì chúng ta đã trải nghiệm một vòng rồi. Thì các bác cảm giác là chợ Lồng Phình của chúng ta ở trên Tây Bắc thì diễn ra như thế nào? Giá cả ra sao thì các bạn nhớ cho ý kiến nhé. Còn bên dưới thì khu vực chợ Châu thì mình có review ở trên kênh Tây Bắc TV. Đấy, cho các bạn xem rồi. Và bây giờ là không còn một cái gì để chia sẻ nữa. Thì mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã đăng ký kênh ủng hộ. Và đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.